con nặng trả bắp tao. Con trộm tiền của mẹ không được, bây giờ con ra con trộm tiền của người ta đúng không? Trời ơi, con ơi là con, sao mà con nghiện game đến mức độ đó vậy Hiếu? Mẹ không cho thì mượn thôi, mốt có tiền trả. Trời ơi, mày làm như vậy có ngày tao đập mày chết đó. Mày bỏ ra mất dài, mới bị lỡ ăn cắp tiền tao hả mày? Hả? Hả? Đừng mày. Con ơi con, cho cô xin con nha. Vợ nó nghiện game quá mà nó xin tiền cô không cho nó, nên nó làm càng như vậy đó. Con ơi, cô tha lỗi cho nó nha. Cô hứa cô sẽ dạy con cô nha con. Con ơi, cô xin lỗi anh đi. Lỗi? Không có mẹ mày ở đây là lên phường với tao nha, cũng nại. Ê, kìa, qua đây. Nhanh. Đừng, đừng mà. Chơi game dữ lắm đúng không? Nghe mẹ mày nói mày cày suốt ngày đúng không? Trình gì ơi? Đi ăn cháo hủ. Thù dữ vậy. Không mấy giờ vậy đi. Mày với anh chơi một ván, mày thắng anh cho mày cái bóp của anh luôn. Mày thua, mày làm với anh đúng một điều kiện thôi. Dám chơi không? Trời ơi, thêm một ông nữa rồi. Sao không cản nó mà rủ nó chơi vậy? Này, dám chơi không? Còn không á, anh cho mày thêm 3 ngày để mày luyện nữa. Xong rồi, anh với mày chiến. Sợ rồi đúng không? Chơi chơi, sợ hơn nào? Ồ, được. Ôi, bà con. Ủa con? Hả? Đi bán về hả con? Hả? Đâu anh kia ngồi. Rồi con đi đi con. Đi. Ôi, già rồi vậy đó con. Ủa mà nè, sao ngồi bên kia không được mà phải qua đây ngồi vậy con? Có khác chỗ nào đâu? Thì mình nó nắng, qua đây ngồi cho nó mát. Nè. Hả? Cho bà bịch rau đó. Ê, thôi. Con buôn bán mà cực khổ quá. Cho con chi con? Cầm đi. Về mà ăn. Cảm ơn con nhiều nha. Hỏi nè, bữa thấy mặc đồ công nhân xí nghiệp vậy mà sao bữa nay đi lượm da chai rồi? Dạo này cái thằng con cô á, nó chơi game nhiều quá. Được con biết không, cái mỗi lần cô đi làm con cứ lo nó. Cái cô xin cô chạy về á, để cô coi nó đi đâu. Nhiều khi á là nó đi chơi với bạn bè xấu, rồi đi cướp, đi giật người ta. Mà nhiều khi con nghĩ đi, mình đi làm mà mình xin về hoài á, ai cho? Rồi cái từ từ cái người ta cho con nghỉ làm luôn. Rồi khi năm hai mẹ con ở nhà đi ra đi vô nhìn nhau lấy cái gì ăn. Cho nên là con phải đi lượm ve chai để kiếm sống, chứ không hai mẹ con đói thì sao con? Thôi, khóc gì mà khóc. Con của bà y chang tôi hồi xưa vậy đó. Hồi xưa tôi cũng ghiền game, xong rồi tôi quậy má tôi sinh bệnh luôn. Con, mà sao bây giờ con ngoan vậy? Con chỉ cho cô đi, làm một cách nào vậy con? Mày yên tâm đi, hôm trước á tôi rủ con mà chơi game á là nó nằm trong kế hoạch của tôi hết trơn rồi. Tôi mà không làm cho nó bỏ game được á, tôi nuôi bà ăn gao suốt đời, được chưa? Cô đổi ơn con. Cảm ơn gì mà cảm ơn. Tụi con cùng trang lứa với nhau, cô nghĩ con nói á nó nghe đó con. Yên tâm. Mày ăn gượng kìa. Thằng này. Hiếu, ra ăn cơm đi con. Biết rồi, đang dở trận game mẹ ăn trước đi. Mẹ kêu ra ăn có nghe không? Con biết rồi, xong trận game con ra. Ngồi chơi vô mày giục cái máy giờ đó nha. Ra liền. Thu rồi. Trời ơi là trời, suốt ngày cái chơi hoài tôi rầu ghê vậy đó. Trời ơi, gì mà rau không vậy? Trời ơi mẹ ơi, mẹ cho ăn rau riết giống như bò dai cỏ vậy á. Cái rau này là cái anh kia anh cho. Có rau ăn là tốt rồi. Sao con kén chọn vậy? Gì vậy? Ủa của cái ông hồi bữa hả? Ừ.
Thôi, với ông bữa con cũng ăn. Giờ mẹ hỏi ăn không? Con chơi riết rồi giờ con khùng rồi hay sao vậy Hiếu? Trời ơi, mẹ ơi, mẹ không biết á là ngày mai con có trận solo game với ổng. Trời đất ơi, ổng sợ con thắng cho nên ổng mới tử tế với mẹ vậy. Thôi biết gì, ba rau này rau sạch đâu, lỡ ăn vô á mang đau bụng, mai hả con thua ổng, lúc đó con nhục. Trời đất ơi, ổng thấy vậy thôi á chứ mà lành lắm á. Con ăn đâu? Solo. Solo dạ. Solo nè, solo. Bực ghê là bực. Ăn đi. Không, nói rồi con ăn đâu. Ba cái cọng rau cỏ này nè, có bổ béo gì đâu. Mẹ đợi đi. Ngày mai á con thắng ổng, con có tiền, con mua cho mẹ ăn. Mẹ muốn ăn cái gì con mua cho mẹ cái đó. Chúc mừng yêu. Tụi nghe mẹ đánh con vậy? Có ăn không? Tao đánh cho mày tỉnh ra đó. Ăn. Chơi game riết rồi bây giờ giống như cái thằng khùng á. Trời ơi trời, bây giờ mẹ còn sống mà mẹ lo cho con. Con mốt mẹ chết rồi có ai lo cho con không? Không biết rồi, con ăn mẹ không? Nói hoài con không nghe. Tranh thủ gian chứ không nạn nó qua để có cá khè nó nữa chứ. Đi lâu ơi, nhà không? Quá sớm vậy? Từ từ, đợi tao xíu. Rồi xong chưa? Mày không ẩn từ từ đi, bộ cháy nhà vậy mày làm ghê vậy? Mệt quá em vô đại luôn à. Làm gì lâu lắc quá. Ê, mày chuẩn bị gì vô mà quay đây vậy? Trời ơi, có gì đâu chuẩn bị. Chiến rồi. Hờ, được. Vậy thì mới. Con mít kìa. Lên đánh nó đi. Bả vô đây mà núp anh trai. Anh Ti, anh Ti. Trời ơi, hụt luôn rồi. Mít vô quần quẹ. Mày múa xong chưa? Bây giờ tới tao múa. Cho mày biết thế nào là bình nguyên vô tận. Florentino aka Diêu. Nghe đi, nghe. Rồi. Nội luôn, thủ luôn rồi. Dạ yeah. Má, xưa con nói với má con là đỉnh cao game thủ mà má đâu có tin, đúng không? Ủa anh Ti Lục, xưa anh mê game lắm hả? Thời ơi, mấy cái game rủng này là anh chơi từ cái thời mà mày còn ở chuồng tắm mưa đó. Ủa, vậy là anh răng gì vậy? Top 5 server miền Nam. Rồi luôn, bị lừa luôn rồi. Mà anh nói mày nghe, hồi xưa anh đi trang mày vậy đó, cũng mê game lắm. Sao mà mẹ tao, nói gì tao cũng không nghe chứ. Cơm ăn, nước uống, học ăn học. Vì tao suýt làm mẹ tao lên máu, chết mấy lần. Vậy là suýt chưa? Sao mày nhiều chuyện quá. Nói chung á, là mày mê game quá là không tốt. Mày còn gia đình, rồi còn bạn bè, rồi anh em, rồi còn bạn trai mày nữa. Ê bạn nha, tôi chạy hẳn nha, tôi thích con gái đàng hoàng. Con gái? Mày nhìn mặt mày kiểu ngu ngu tí chi phát triển thì chắc chưa có bồ đó ha. Ông sao ông sơ hở cái là hả ông khi dễ người ta. Nè tôi nói ông nghe nha, gái của tôi là sắp hàng dài á. Tại tôi thích thôi. Thì sao cũng được. Nhưng mà nói chung là xung quanh cuộc sống mày còn nhiều thứ tốt đẹp lắm. Mày nên dành thời gian cho nó thay vì chỉ chơi game. Ừ thì giờ thôi rồi, thôi em về. Ê đứng đó, định trốn đâu mày? Chỗ này đâu phải là chỗ cho mày muốn tới là tới, muốn đi là đi đâu. Thua định trốn kèo à? Giờ anh tính sao? Ở đây. Sao? Làm được không? Hay tới nuốt lời? Dạ, em biết rồi. Được. Ủa? Đây là... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ủa? Hôm nay đâu có phải sinh nhật của cô đâu con. Không phải thôi. Có này vui cho bà nè. Mày, bà nói đi. Nhìn
chuyện gì nữa đây con hả? Mẹ, cái bữa cơm này á là tự tay con làm, tự tay con nấu, con đợi mẹ về ăn. Với lại á, thời gian vừa qua con làm cho mẹ buồn. Mẹ đừng, mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Không biết lỗi là mẹ mừng lắm rồi. Hôm nay con của mẹ ngoan vậy hả? Con... mẹ... con cơm hết ăn luôn. Con của mẹ ngoan rồi, mẹ rất là hạnh phúc. Mẹ đừng giận con nha mẹ. Mẹ sẽ không giận con đâu. Mẹ...